cô Bắp Mến chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình sẽ chế một cái sản phẩm này dùng trong xây dựng ngăn cả nhà. Thì cái này làm như thế nào thì một lát nữa thì mình sẽ quay lại cho cả nhà xem coi mình làm cái gì nha. Rồi mời cả nhà theo xem mình làm nha cả nhà.
Cả nhà, bây giờ mình đã chế một cái cỡ để xây gạch tường 10 nha. Thì vừa qua mình cũng xem nhiều cái clip ở trên mạng á, thì những anh chế cái đồ cái cỡ để xây tường 10 nè. Thì mình với mấy thợ nào mình yếu á thì mình nên dùng cái cỡ này cho mình xây cho nó chuẩn nha. Thì cái này là sắt này mình xài là 14 vuông nha. Sắt hợp 14 vuông. Nó dài là 7 tấc, thì tùy theo các bạn muốn làm bao nhiêu cũng được, 5 tấc cũng được mà 6 tấc cũng được. Bình thường nha. Thì cái cỡ bề ngang thì mình đo cho nó bằng gạch luôn. Đó. Gạch thì nó cũng có lớn nhỏ. Như gạch 8 18 thì có cục gạch thì nó sẽ lớn hơn 18 nữa. Mình phải nhích hơn ít ly nha. Đó, thì cái này thì mình xem mấy anh thợ mà quay clip làm rồi đó, chế rồi đó, thì là không có rút ra được nha. Là tức nghĩa là mình trải hồ lên đó. Mình trải hồ lên đây rồi mình lấy cái miếng này ra rồi mình mới xây gạch được. Còn hôm nay mình chế cái này là mình xây gạch xong rồi mình cũng lấy ra được bình thường nha cả nhà. Thì bây giờ để mình quay mình làm cho cả nhà xem nha, coi mình chế cái này có hữu dụng không nha cả nhà. Mình đã làm cho cả nhà xem nha. Đó. Dây thì mình cũng có dây leo đàng hoàng nha. Cái này là mạch hồ liền luôn nha cả nhà, không có thiếu nè, bảo đảm luôn. Đây, xong này cả nhà, mình đường này mình làm chỉ được 3 cục thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy ra. Có cục gạch rất là to hơn cả nhà. Cục gạch to hơn. Có cục gạch nó hơi to hơn cái mình nãy nó hơi kẹt lại. Tại vì gạch ở quê mình làm mà cũng không có được đều quá. Bởi vì nó có cục lớn cục nhỏ. Mấy bạn nào ở chỗ mà cái chỗ nào mà đang chụp gạch thì kiểu á thì gạch rất ngon lắm. Thì mình đã xây xuống dây, dây mình cũng để lại. Đây nó bằng hết luôn không? Đó, chỉnh được luôn.
sạch rồi. Đó thì cái nhà thấy không, thì mình kéo luôn là nó sẽ liền. Đó, dây thì mình để là cái cỡ là cái nó bằng dây luôn, nó rất bằng dây luôn. Thì cái hồ này nó cũng còn hơi ướt nè, chừng nào mà nó ráo cái các bạn đi lại cái này nó sẽ đẹp luôn. Đấy cả nhà, thì mình chỉ dày một lớp này cho cả nhà xem nha. Thì nó bề hai bên thì nó cũng như nhau thôi. Đó, đây cả nhà thấy không, liền khư luôn, không bọng luôn nha cả nhà. Nó rất là thẳng luôn. Đó. Thì mình cái sản phẩm này mình chế ra thì cũng có hữu ích về cho mấy anh em mà thợ mà tay nghề mình yếu á, mình muốn cho nó thẳng bức tường á, thì dây lèo thì mình cũng được, mình cũng văng được bình thường nha. Đó, thì cái này mình vẫn để vô dày là mình rút ra vẫn bình thường. Ví dụ như anh em nào mà muốn làm cho nó cục gạch lớn gạch nhỏ thì mình làm nới cái rộng này ra khoảng chừng 5 ly, rồi cái khi mình xây xong chỉ mình gạt hồ bìa này đó là xong thôi. Đó, vậy thì tường thì mình xây lúc nào mình xây cũng phải tô, chứ không phải là mình xây ở quê mình ai cũng tô hết. Thì các bạn nào muốn xây gạch mà không tô thì xây hồ ráo là một chút ha, rồi cái xong hết trơn cái cả nhà lấy cái đồ mình lao lại là gạch là không tô, đường con gắt đẹp. Thì các bạn có làm cái này thì mình làm cho nó dài xuống đây chút xíu cho nó chịu đựng, nó không có lắc qua lại nha. Đây mình cũng có hàng kiệm lại luôn. Đó thì ở đây mình cũng có hàng cái tay này cầm lên đây nữa, mình dở lên cho dễ nha cả nhà. Đó thì mình hàng tới đây, mình đo từ đây tới đây bao nhiêu thì trừ cái phân hồ này 1/4 á. Đó thì thường thường thì người ta làm 1 phân, mà ở đây mình không có loại 1 phân, mình hàng 1/2. Ví dụ chỗ nào các bạn có mà vuông 1 phân á thì mình hàng phân, thì mình lấy là kích cỡ mà đường hồ 1 phân nha. Còn đây mình có vuông 14 thì mình làm 14. Rồi trên này nó máng ở đây, tức nghĩa khi bạn mà đưa xuống đây thì nó sẽ có cái cỡ này. Mình đã xây cục cuối rồi nè, mình xây cục cuối này thì cái này là để chịu lại luôn nha. Rồi thì mình chế cái sản phẩm này mong giúp hữu ích để cho các bạn mới bước vào nghề xây tường nha. Thì video hôm nay mình cũng kết thúc nha cả nhà. Mình chế cái sản phẩm này rồi, mong cả nhà xem mà thấy có hữu ích hay giờ hữu ích đó thì nhớ đăng ký cho mình một like nha. Rồi mình cảm ơn cả nhà đã theo dõi mình
làm công việc chế một cái cỡ xây gạch từ 10 nha, từ 100 nha cả nhà. Rồi mình hẹn cả nhà lại trong những clip tiếp theo nha.